加入我先过年。Thank you.
Xin mời hai vận động viên Hồng Nam của Hà Nội, Vương Bảo quân đội về tổng kết ở cuối sân số 3. Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 1, bán kết đồng đội nam giữa Hà Nội và quân đội. Trận đơn thứ hai diễn ra giữa hai vận động viên Phạm Hồng Nam đại diện đội Hà Nội thi đấu với vận động viên Thái Vương Bảo đại diện đội quân đội. Điều hành trận đấu trọng tài chính Đình Quang, trọng tài giao cầu Duy Anh. Thank you.
Hãy
Thank you.
lại chị ạ? Quay quay thôi. Quay mũi chân thôi. Đây trận mấy đây? Cả hai bên đều trận thứ 2. Trận 2. Trận đầu là đôi nào? Đâu, trận đầu đơn. 3 trận đơn. Tuyến mình đánh. Tuyến mình đánh trận này. Chị sẽ chắc chắn lắm không? Xem, nói chung là xem trận nào cũng chắn. Kiểu lệch lệch quá nó. Nó không đội nhỉ. Ờ, xem một trận nào phát thì đánh trận đầu thì hay. Phát đánh với ai? Phát đánh với ai? Phát đánh với ai? Cảm phết đấy. Này đánh này, cảm giác kiểu sinh độ nó cũng mệt quá. Làm cái đứa đôi nam. Đúng rồi, xem đôi nam thì hay. Để cháu ra. Anh ơi, tháng sau. Đôi này đi vui suốt nhỉ? Sắp ra trường rồi. Em học thì anh không biết đâu. Lâm à? À Lâm nhỉ. Nó giảm đường thì ít mà đi chơi vi vu nhiều. Chắc được đấy bằng khoa sơ tay. Nó nhiều cái món kiếm ăn ghê quá. Nhiều mà không bằng được. Đi chơi suốt ngày mới ra tiền. Đúng rồi. Đi chơi trải nghiệm. Xin mời hai vận động viên Hoàng Anh và Hải Đăng. Mời Hoàng Anh và Hải Đăng di chuyển về vị trí tập kết. Chụp ảnh đẹp đấy, mời đi Sơn Đòn ấy. Ôi, đã được mời đi chụp ảnh rồi. Bao tiền luôn. Em nhiều người bảo chụp kiểu kỳ yếu nhưng mà không. Chụp kỳ yếu hay mà. Anh ấy một ngày 800 thôi nhưng mà. Nhưng mà chẳng qua này kiểu như là em có sẵn rồi nên không hào được cái đấy lắm. Em đã thích chụp ảnh rồi đấy anh. Doanh ấy. Làm rồi. Đầu tư ghê nhỉ. Đâu, cái này thì này cũ rồi mà. Anh mới mua thêm cái chân này. 100 400 Dùng đèn. Nhưng mà lấy cái chân xịn thì cũng thích nhưng mà không cần thiết lắm. Đúng rồi, chia sẻ lắm. Còn vài triệu. Cái chân tôi cười. Chống rung mà nó nặng. Đôi của anh cũng cười. Hôm nay nói chung là sáng nay đi chẳng ngoài đi. Vận động viên đã chiếm. Kết thúc trận đấu đơn trên sân số 2.